Chỉ cần một ánh nhìn hoặc một chạm là bạn đã có thể vừa chấm công vừa mở cửa văn phòng. Và đó là giải pháp quản lý nhân sự đến từ máy chấm công TA303 của nhà HomeKit. Xin chào mọi người, mình là Thương Hoài và mình đến từ đơn vị thiết bị nhà thông minh HomeKit. Ở video lần trước thì bên mình đã giới thiệu qua tính năng của dòng máy chấm công TA303 như là nhận diện gương mặt này, vân tay, mật mã, thẻ từ và hệ thống quản lý từ xa. Tuy nhiên thì ở dòng máy chấm công TA303 này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người thêm hai tính năng độc đáo ở dòng máy chấm công TA303. Và hai tính năng này nó sẽ là một cái giải pháp quản lý nhân sự toàn diện dành cho doanh nghiệp hơn cả một máy chấm công thông thường. Vậy thì để xem hai cái tính năng này là gì thì xin mời mọi người hãy cùng theo chân tôi đến cuối video để xem hai cái tính năng này nó có những cái độc đáo gì nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người tính năng kiểm soát ra vào. Đối với tính năng này thì mọi người có thể cài đặt chức năng kiểm soát dành cho những ai là nhân sự trong công ty của mình. Thì chỉ khi mà các bạn nhân sự các bạn đấy được cài đặt sẵn cái gương mặt ở trên máy thì lúc đấy máy mới có thể nhận diện và tự động chốt ở trên cái kết cửa, nó sẽ tự bật ra và có thể kéo cửa đi vào. Chức năng thứ hai nữa là mọi người có thể cài đặt cho cái tính năng kiểm soát ra vào này một cái tính năng bảo mật hai lớp. Bảo mật hai lớp ở đây là như thế nào thì bây giờ thì mình sẽ test cho mọi người trực tiếp nha. Tức là ví dụ như bây giờ mình chỉ có gương mặt thôi thì mọi người có thể thấy chốt nó sẽ không tự bung ra và mình sẽ không thể nào đi vào được. Tuy nhiên nếu như cả gương mặt của mình và cả cái vân tay của bên mình nó sẽ được tích hợp. Các bạn có nghe thấy không? Cửa sẽ tự động mở ra. Đó là cái tính năng mở cửa hai lớp. Chức năng thứ ba là mọi người có thể cài đặt khoảng thời gian cho phép được ra vào. Tức là ví dụ như nhân sự của các bạn sẽ có rất là nhiều ca làm việc khác nhau. Thì ca làm việc của bạn A từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì sau khoảng tầm 2 giờ chiều này bạn A đấy muốn vào văn phòng làm việc cũng không thể nào được nữa. Bởi vì các bạn đã khóa cái tính năng bạn đấy có thể được ra vào rồi. Chức năng cuối cùng của tính năng kiểm soát ra vào này là mọi người có thể cài đặt chế độ luôn luôn mở cửa dành cho nhân sự và trong cái khoảng thời gian vào làm việc thì cái cửa này nó sẽ luôn luôn được mở và đi ra đi vào, nó rất là thuận tiện, không cần phải xác minh danh tính. Tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là tính năng điều khiển qua app của điện thoại. Thì với tính năng này nó sẽ có 3 chức năng. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến chức năng 1, là chức năng mở khóa qua app của điện thoại. Bây giờ thì mình sẽ demo trên cái tính năng này xem như thế nào nhá. Bây giờ thì hiện tại là cái khóa cửa của bên mình nó đang đóng này, không thể đi vào được này. Bây giờ thì mình sẽ điều khiển ở trên cái ứng dụng của điện thoại. Chọn công ty, chọn cánh cửa mở, submit. Vâng, bây giờ thì cửa đã mở ra rồi ạ. Chức năng thứ hai của cái tính năng điều khiển qua app điện thoại này là mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là cái chức năng có thể là tạo một cái mã QR tạm thời dành cho khách khi mà đến văn phòng của mình. Thì cái thời gian này thì các bạn có thể tạo cho khách mình một mã QR và khi cái mã QR này được kết nối trên cái nhận diện ở trên cái máy chấm công thì nó sẽ tự động mở cửa ra và các bạn sẽ không cần phải xuống tận nơi hoặc là đến tận cửa để đưa khách vào. Bây giờ thì mình sẽ demo cái tính năng về mã QR này như thế nào nhé. Đây, bây giờ thì hiện tại là cái cửa của mình nó đang đóng này. Bây giờ thì mình sẽ mời một bạn khách có cái mã QR này và khi mà quét vào cái dòng máy chấm công TA303 này thì để xem cái chốt nó có thể tự động bật ra hay không nhé. Ok. Mọi người có thể thấy chỉ cần mã QR thôi là cái cửa nó có thể tự mở rộng ra rồi. Cuối cùng nữa là về chức năng có thể cài đặt thêm người dùng và thêm gương mặt trên app của điện thoại. Thì trên cái app ứng dụng của điện thoại này thì bạn có thể thêm được người dùng cũng như là gương mặt của nhân viên nếu như bạn có nhu cầu muốn thêm các bạn nhân viên mới vào ha. Và đó là hai cái tính năng độc đáo của dòng máy chấm công TA303 đến từ nhà HomeKit. Và hiện tại thì nếu như mọi người đang quan tâm đến dòng sản phẩm này hoặc là những cái dòng sản phẩm máy chấm công khác của nhà HomeKit thì có thể liên hệ theo số hotline ở cuối video mình có để ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Dịch vụ lắp đặt tận nơi miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 30 tỉnh thành khác. Sản phẩm có phiếu bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng và có thể tra cứu thông tin bảo hành thông qua ứng dụng điện thoại. Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng hoặc HD Saison. Công ty đạt chứng nhận ISO 9001:2015. Liên hệ ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình để sở hữu những sản phẩm đến từ nhà HomeKit nhé.